Từ trước đến giờ chữ tranh ở chỗ ấy hả? À quên, ở ký túc xá ấy hả? À hay là tài liệu đó. Tranh này. Tranh. Chữ từ người cái. Rồi. Thì vậy. Giờ mang một cục có phải nặng không? Ok, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.